không hành là ngon này. Có mưa có hành chạy là ngon. Nè ta. À, đục. Đây mà cũng có hổ nữa ta. Trời ui vô rồi nha. Đây. Nguyên hồ đất. Nắng máy làm đi. Trời ơi con giận nè. Hổ giận. Con này chắc khoảng 700-800 gram gì quá. Đó. Lấy nét coi. Mình vô đây hơi tối. Rồi, nét về cũng được. Hai em sáp. Nó đánh được cặp hổ. Con này lớn nè. Con này mập. Đó. Mập lúc mà không biết có trứng hay không, không biết. Đâu có trứng quá làm đánh nè. Chắc có trứng. Có đừng con mà. Đừng con khoảng 600-700 gram gì. 700 gram với con này chắc phun độ chắc khoảng ngoài ký. Khoảng ký 2 nha cả nhà. Rồi, Phương mới chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Chú mình là em Tiến, ông Háp. Rồi, hôm nay hai anh em mình tiếp tục chuyến với cái luồng bẫy rắn hổ của mình nha. Rồi, em Tiến đi cái thùng gọi là clam. Nãy giờ thu mấy cái hả? Rồi, anh nãy giờ 3 cái mới dính 2 con rồi đó. Con ngựa với con hổ rồi đó. Rồi, quá trình dính rắn sao thì mời cả nhà đón xem nha. Thì trước khi đến với cái video tiếp theo, nãy giờ Phương chọt ba cái sình á, cái đó mới thầm chết chuột. Phương chọt ba cái sình nó dính xe chạy không nổi luôn, chuyến rồi vô khóc tiếng máng luôn á. Nãy giờ Phương chọt cho ba sình rớt xuống không có chạy vô được nè. Đây Phương tiến hành Phương bẫy còn cái rắn Phương quay cho cả nhà xem nha. Chuyến rồi Phương quay không được phút nào chẳng. Rồi ok, đây Phương tiếp tục cái thứ hai. Cái đầu tiên nãy Phương làm được con hổ ngựa chừng 300-400 gram gì cả nhà. Còn bảy cái này chiến rồi thanh bỏ lại. Bây giờ có mưa không có lý nữa. Ê, nặng nha cả nhà, nặng ủa nặng có lý ạ. Hành nha, hổ hành là ngon này. Có mưa có hành chạy là ngon này. Nặng ta. À, đục. Đây mà cũng có hổ nữa ta. Trời ui vô rồi nha. Đây. Nguyên hổ đất. Con này tầm khoảng ký nha nha. Ui vô rồi Tiến ơi. Vô mạnh này. Này mình cố. Ui. Mình đang hổ hành nha. Nó phải không ghê ai nó mới ghê. Với mình vô hổ nè. Xuống. Phương thay bẫy cái lại múc con lại. Rồi con này con cá nữa. Bị mắc 2 cái luôn hả cô Tiến? Mắc 2 cái hả? Đây cái này chiến rồi ngấm hết con hành. Ồ nghe hiệu bên đây. Cái này trực quốc chuột còn chuột đâu mưa này không ra chuột nó ngấm. Ủa con chuột đâu? Rồi thì gã sát đằng kia cả nhà. Rồi cái thứ ba chết Tiến bắt cái rắn giùm mình luôn cả nhà. Dám cái túi nút luôn không biết giục đâu luôn dòm coi nhiêu mà dám nói bảy lạng ha, nhát người ta. Lấy cái túi rồi hỏi đất gì? Còn túi bên đây nè. Rồi từ cỡ 800 gram 700-800 gram rồi, tưởng con hành là vô rồi. Vừa làm cái hay làm cho anh cây này cái găm xe đập điện đó của anh á. Ừ nó nhanh lắm nha đi. Ủa nó muốn đủ cái miệng thôi. Ôi dẹt không hết cái hôm trên ông ơi. Vậy với cái cây này tới đâu? Không tới. Rồi chịu luôn. Cái gì à? Nó khu nó dài bằng cái bao luôn. Con này mập. Mập mút nè. Con này mập phù gù. Rồi ra ngoài kia còn cái nữa. Gì?
ra ngoài kia anh còn khác nữa. À. Đó nhiều. Có 7 lần rưỡi. 7 lần rưỡi nè. Rồi. Cái 7 đó cái hôm không có gai. Đây là con ngựa Phương Thông đầu tiên này. Một xíu. Con ngựa đó. Nè. Con này có phanh đó nè. Có lý. Rồi đủ Phương Thông dừng rồi. Ra ngoài kia Phương Thông cái nè. Ngon ngon. Vô đèn cái nè. Thành tiếp tiếp. Bỏ xe ra ngoài. Nãy Phương mới gặp em Tiến. Em Tiến nói em Tiến có 7 bị chui giường. Dọn bỏ ra ngoài. Dưới nó rắn bự. Đồng hợp với mấy. Rồi không để lại giùm. Mắt nắng chết luôn. Ê, nặng, nặng, nặng cái nhà. Có lấy nữa rồi. Gì đây. Chà. Ngon rồi nha. Nặng lấy làm đi. Trời ơi, con giờ anh nè. Không có giờ anh. Con này chắc khoảng 700-800 gram gì quá. Đó. Lấy nét coi. Mình vui đây hơi tối. Rồi, nét về cũng được rồi. Rồi, ok, để Phương đi giở gà cái. Mình đập vô vô. Ngon. Điểm này có rắn. Nắng nắng, tướng hổ hành, vô cả nha. Mình mê. Mê mấy hổ hành bự bự. Mê mấy hổ hành khủng quá. Mê mày sống dở chết dở luôn. Mê đó các bạn. Trời ơi, bãi này của mình nó lỗi ra kìa. Đây lối cho nó hay cái nha. Nè. Bị gì vậy ta? Chào, không hết di đồng luôn sao cọt lại. Này hên dính dẫn với dính hạnh ông mẹ nó rồi. Cái này chắc độ tầm khoảng biết ký nổi không. Này lòng ra. Xin lỗi cả nhà nha, mình trả cái máy là kéo nó từ từ. Không à. Ừ. Rồi. Con nắm được đó. Cái này thì dễ lắm. Nụi vô. Đây nha. Đó. Nụi vô một cục. Con này chắc phương độ 800 gram quá. Đây, chuột nang ngay tay con này. Rồi, chiến này ngon lành, gỡ lại chiến rồi cả nha. Chiến rồi mắc mưa mà thất nè. Chiến rồi Phương đi có 3 hành. Rồi, bữa nay có hổ nè, có ngựa nè, có dền nè. Hy vọng được con hành ngon ngon đó nha. Quá sướng. Mới hội ngộ với Chánh Nguyễn Thị Giang. Chánh Mắt Kiến. Được con hành nè. Nãy giờ khóc lóc quá trời do anh em mình quýnh chuột lớn rồi nha. Ban hành nhỏ nhỏ vô chuột nó phá lóc quá trời với nó xu xì hết trơn à. Nhưng mà ký hổ hành đúng rồi. Mà hên cái được cái là bữa nay đó. Hai em sáp. Nó đánh được cặp hổ, con này lớn nè. Con này mập. Đó. Mập lúc mà không biết có trứng hay không không biết. Đâu có trứng quá đâu chánh này. Chắc có trứng, có hơn. Đừng con khoảng 600 gram vậy, 700 gram với con này chắc phun độ chắc khoảng ngoài ký, khoảng ký 2 nha cả nhà. Nhưng mà nó ôm trứng cái này chắc trứng quá lỗ chánh này. Chắc hơi trứng. Để tôi bỏ mập lúc. Rồi, cái này có vừa hai con dện. Với dện ngựa ha, với con đại ca. Con đại ca hồi nãy nè. Con đại ca được nè, con này nó móc. Móc mềm luôn mà, chứ không phải bụng vàng như cô lão chánh. Đây. Muốn đen rồi. Cái này thiếu nước móc. Với Phương thăm cái bẫy nãy giờ Phương đố lão chánh cái này. Chắc ăn là 100% là rắn hổ hành nha cả nhà. Nhưng mà thật sự ra thì bỏ cái lợp. Bỏ cái lợp lên là nói là hành nhất không á. Nó nặng khủng khiếp. Tại cả nhà biết sao nghe, hồi sáng này chắc đậu đóng nó mưa sáng quá. Ừ, nãy vô cái đường đất muốn khóc nữa. Ngày qua mưa nữa. Kẹt cái bánh xe nữa, cà chọt một buổi tài nữa. Rồi gán lắm rồi chạy ra được nè. Hên. Con hành này phun độ trong đây chắc khoảng chừng 200 gram. Sẵn lo chánh bắt ra dùm luôn lo chánh. Sẵn đây là làm luôn. 200 gram mà nó làm như là... Nè, sẵn sổ đi. Cà ký vậy hả? Bở lập quá thì nặng mà. Ai về nước không? Cái chỗ này trong đường đất. Hồi nãy thăm tranh thủ đang chạy với lỡ có đống đám mưa xuống rồi là chuyến này. Đó. Con này cũng được, chuyến 2 lần rưỡi à. Thấy vậy chứ 2 lần rưỡi rồi. À. Rồi các bảy. Trời đất trời nước không. 2 lần rưỡi thành thôi. Đặt dưới mấy mương mà. 2 lần rưỡi 3 lần. Trứng.
trứng 2 rưỡi. Ê, có 3 lạng à, chứ vẫn chơi hoài à. Trứng 2 rưỡi luôn á, con này nè. Trời đất ơi. Chết chết, con trộm lăn đồng phi nữa lắm chánh ơi. Hả? Chứ còn ở trong cái đám mua trong cái đám mua nó mới căng á. Đám mua nào? Đám mua trong đám mua 3 cái rồi lỗi lúc trống á. Đám mua nào ở đâu? Đám mua chiến rồi ấy đó. Trời ơi chết rồi. Chết, ôi luôn rồi. Chà, cái mùi nó mới kinh á. Mùi này là ngon cơm luôn, ngon là cà đào dứt ly rượu vô là mới hết biết thôi chứ. Dứt ly rượu vô. Nghe cái mùi dứt ly rượu cái là hết mùi liền, nghe mùi rượu. Ôi ra liền. Trời ơi. Khép không xét ở trên mà. Sao mà mày luôn cái này mày xuống dưới đây. Sợ trong à, có rồi. Hồi nãy giờ tội nghiệp em tiếng nha cả nhà. Lớp rắn sảy rồi rắn nó chết quá lâm ra đây. Vệ sinh luôn đi. Đó đó, hồi nãy giờ tính cái đường đó đó. Trời ơi quá trời giờ. Hèn chi bợ cái lợp. Nó nặng khủng khiếp. Rồi giờ ra nè. Ê, cái mùi đó là hồi để luôn. Để luôn hả? Ừ, cái mùi đó nó thu hút hoa hành dữ lắm. Vũ luôn đi, vũ đại cái đi. Vũ đại cái đi. Vũ cho sạch cái luôn. Chỗ này vũ đại đi, không có ra nữa. Mới gì đâu mà sạch. Hành gửi cứng luôn chứ giỡn. À, mày đang gửi này hành ba, hành ta vip nè. Vô bịch lên luôn. Rau. Vô chung này. À. Trời, hai lần gửi cứ 4 con ký cũng được. À. Ừ. 4 con cái 180 200 ha. Lỡ chánh tuần rồi thăm có 2 con bể cái đầu, khóc lóc quá chừng. Ấy cha. Trời, lỡ chánh này. Xong rồi. Ok, để Phương tắt cái điện thoại cái Phương tranh thủ với chạy cho lẹ chứ mày. Chớp cả. Sấm chớp. Nãy giờ mưa quá ta cả nha. Rồi xe Phương này. Sình dính bánh cứ ngắt luôn. Đây. Thấy chưa? Vỏ Phương. Nón bảo hiểm xin con mình máy Phương nãy giờ y như đi móc mưa luôn cả nhà. Thôi Phương ráng còn cái nữa, Phương xuống đây Phương bư cái Phương tổng kết ráng cho cả nhà coi. Thôi coi hình như Phương đặt đồ đây thì phải có thằng lỗng đi xuống. Trời ơi nãy giờ nó phê cái nhà, hên khúc này nó không mưa, khúc này mưa Phương bỏ bẫy luôn, không quýnh luôn rồi. Rồi Phương tạm dừng Phương kiếm cái bẫy cái đi chứ phải thầm chiến đầu luôn. Hết lúa nhưng mà còn chuột nghe nè. Còn không dính luôn. Rồi, tạm dừng ở đây đi. Tổng cách rắn. Chuyển thăm bữa nay. Bữa nay cực quá cả nhà. Có rắn mà cực quá. Thuộc. Bỏ, trời mưa không bỏ đâu. Nè, con hổ này nè. Đây, rắn hổ. Buông mặt bạc. Rồi. Con ngựa, con hành, con dọn. Cái này cũng tạm được, kiếm cơm được. Đó. Đứa nào làm gì sao hôi quá gì nói gì đi. Trời, bị bậy à. Rồi ok, Phương xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video clip hôm nay của Phương nha. Phương tạm dừng ở đây, hẹn lại cả nhà cái video tiếp theo. Chúc cô chú anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe nha, xem clip vui vẻ với Phương nha. Bye bye.